Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 34. Tức là thực lực của Dương Thanh hơn xa gã. Mẹ nó, anh mau ra tay đi. Tôi bảo anh đánh vỡ đầu nó, làm nhanh lên. Nếu anh không ra tay, anh sẽ không có xu tiền công nào đâu đấy. Thấy gã đầu chọc mãi không ra tay, Tống Hoa Đông lại tức giận quát, thậm chí còn lôi tiền công ra để uy hiếp gã. Anh ta là cậu ấm nhà họ Tống nhưng lại bị Dương Thanh tát bay ngay trước mặt mọi người, đúng là nhục nhã, phải giết Dương Thanh thì anh ta mới hả giận. Gã đầu chọc thấy vô cùng cay đắng, gã cũng muốn giết Dương Thanh lắm, nhưng gã vốn không phải đối thủ của anh. Này cậu trai, cậu tha cho tôi đi, tôi sẽ cho cậu 5 triệu. Gã đầu chọc biết thực lực của mình không bằng Dương Thanh, đành từ bỏ ý định ra tay, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy. 5 triệu á? Hào phóng nhỉ. Dương Thanh cười khẩy, cũng không hạ giọng mà nói lớn trước đám đông, 50 triệu, tao sẽ tha cho mày. Lời Dương Thanh nói khiến mọi người sững sờ, ai cũng đờ đẫn. Gã đầu chọc cũng sửng sốt, gã không ngờ Dương Thanh lại nói ra bí mật giữa họ ngay trước mặt mọi người. Thằng danh, tao phải giết mày. Gã đầu chọc hoàn toàn nổi giận, đấm vào mặt Dương Thanh bằng tay kia. Thấy gã đầu chọc bùng nổ. Bầu không khí lập tức sôi lên, người xem đều trầm trồ. Tống Hoa Đông cũng kích động hét, hay lắm, giết nó cho tôi. Dầm, đúng lúc nắm đấm của gã đầu chọc sắp đánh trúng mặt Dương Thanh, vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, Dương Thanh bỗng nhấc chân, một tiếng động rất lớn vang lên, sau đó gã đầu chọc bay xa mười mấy mét. Dầm, sau đó lại có thêm một tiếng vang nữa, gã đầu chọc nặng nề đập trúng lồng sắt đang úp lên sàn đấu. Ngay cả hai cao thủ đang đánh nhau trong đó cũng sợ ngây người. Vừa rồi họ đã tận mắt chứng kiến thực lực của gã đầu chọc, nhưng giờ gã lại bị người ta đá bay. Vậy thực lực của cậu thanh niên kia sẽ mạnh tới mức nào chứ? Tống Hoa Nghĩa vốn đang lo lắng lập tức mừng rỡ như điên, Dương Thanh không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã biến cao thủ phe Tống Hoa Đông thành đồ bỏ đi rồi. Tống Hoa Nhã cũng sững sờ, ánh mắt đang đờ đẫn dần trở nên kích động. Sau giây phút ngây người ngắn ngủi, xung quanh hoàn toàn sôi trào, tiếng hò hét vang vọng khắp sàn boxing. Tống Hoa Đông hoàn toàn ngơ ngác, cao thủ mà anh ta dẫn tới đây phải vào được top 3 cho anh ta chứ, sao lại thua rồi? Hơn nữa còn thua rất thê thảm. Trước mặt Dương Thanh, dường như gã không hề có sức đánh trả. Hai cao thủ trên sàn đấu nhìn nhau, bỗng đồng loạt tuyên bố bỏ cuộc. Giải đấu quán quân hàng năm không có á quân hay quý quân. Chỉ có quán quân. Thực lực mạnh mẽ mà Dương Thanh vừa thể hiện hoàn toàn có thể giết họ trong nháy mắt, cho dù họ thắng được tất cả mọi người thì cũng không thắng nổi Dương Thanh. Nếu vậy thì đánh tiếp làm gì nữa? Mày định giết tao trước, nếu tao giết mày thì chắc nhà họ Tống không trách được tao đâu nhỉ? Dương Thanh chợt nói, nhìn Tống Hoa Đông như đang nhìn người chết. Đám đông đang vây xem đều sửng sốt, rất nhiều người biết thân phận của Tống Hoa Đông. Dương Thanh định giết cả anh ta cơ à? Tống Hoa Nghĩa cũng hơi lo lắng, sống chết của Tống Hoa Đông không liên quan tới hắn ta, nhưng Dương Thanh lại do hắn ta dẫn tới đây, nếu anh giết Tống Hoa Đông thật thì hắn ta cũng sẽ bị liên lụy. Cậu Thanh, tay sai của nó đã chết rồi, giết nó cũng vô dụng, Tống Hoa Nghĩa vội nói. Dương Thanh không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn Tống Hoa Đông. Anh chưa bao giờ nương tay với những kẻ muốn giết mình. Vừa nãy, Tống Hoa Đông bất cẩn đụng phải Dương Thanh trước rồi lại đòi giết anh, để loại người này sống tiếp chỉ tổ lãng phí không khí. Sát khí trong mắt Dương Thanh ngày càng dữ dội. Tống Hoa Đông không khỏi run rẩy, cảm thấy như đang bị dã thú để mắt đến. Anh ta không dám nhúc nhích, chỉ sợ sẽ bị xé xác ngay. Thưa cậu, tôi xin được xin lỗi cậu thay thằng em của mình, hy vọng cậu rộng lượng, tha cho nó một lần. Đúng lúc này, một thanh niên bước tới. Sau lưng hắn là một người trung niên mặc áo vải. Lời hắn nói đã cho thấy quan hệ giữa hắn và Tống Hoa Đông. Tống Hoa Đông gọi Tống Hoa Nghĩa là anh hai, còn người thanh niên trước mặt lại gọi Tống Hoa Đông là thằng em, thân phận của hắn đã hết sức rõ ràng. Anh cả, cứu em với. Thấy người thanh niên, Tống Hoa Đông như sắp khóc tới nơi, vội kêu cứu. Anh cả. Tống Hoa Nghĩa cũng bước lên chào. Đối phương không đáp. Chỉ bình tĩnh nhìn Dương Thanh, rõ ràng đang chờ câu trả lời từ anh. Dương Thanh không vội ra tay, cứ
cười híp mắt nhìn thanh niên kia. Hắn khoảng 31, 32 tuổi, có khí chất xuất chúng, còn người trung niên mặc áo vải sau lưng hắn thì có hơi thở mạnh mẽ, rõ ràng là cao thủ. Lúc này, trận đấu trên sàn đấu của Club Hoàng Kim vẫn tiếp diễn, không ai nhúng tay vào việc này, như thể mọi chuyện đều không thể ảnh hưởng tới trận đấu kia. Đó là Tống Hoa Vĩ, cháu đích tôn nhà họ Tống. Nghe nói tính đến bây giờ, anh ta có hy vọng trở thành người thừa kế nhất. Người của anh ta đã lọt top 3 giải đấu của Club Hoàng Kim 3 năm liền. Nếu không có gì bất ngờ, lần này người của anh ta vẫn sẽ lọt top 3, còn anh ta thì rất có thể sẽ được xác nhận là người thừa kế của nhà họ Tống trong năm nay đấy. Rất nhiều người đã nhận ra thân phận của Tống Hoa Vĩ, bắt đầu xì xào bàn tán. Hoa Nghĩa, em không giới thiệu cậu đây cho anh biết đi à, Tống Hoa Vĩ chợt nói. Lúc này Tống Hoa Nghĩa mới hoàn hồn, vội nói, anh cả, đây là bạn em Dương Thanh. Tiếp đến, hắn ta lại giới thiệu cho Dương Thanh, cậu Thanh, đây là anh cả của tôi Tống Hoa Vĩ. Cậu Thanh, nếu cậu tha cho em của tôi lần này, xem như tôi nợ cậu ân tình. Dù sau này có chuyện gì ở Yến Đô, cậu cũng có thể đến tìm tôi, Tống Hoa Vĩ kiêu ngạo nói. Hắn nói rồi không đợi Dương Thanh đáp, quay lại bảo người trung niên sau lưng mình, dẫn Hoa Đông đi. Vâng, người trung niên vội bước lên trước. Nhưng ông ta còn chưa bước đến trước mặt Tống Hoa Đông, Dương Thanh đã xuất hiện ở đó. Anh nhìn Tống Hoa Vĩ với vẻ dí dỏm, em của anh định giết tôi, anh lại định dùng món nợ ân tình để đổi lấy mạng sống của hắn ta à? Chẳng phải cậu đã giết tay đấm của nó rồi ư, Tống Hoa Vĩ vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Nếu tôi là người bình thường, chắc đã bị em của anh giết rồi nhỉ? Khi hắn ta định giết tôi, anh không xuất hiện, cứ phải chờ tới lúc tôi định giết hắn ta. Bây giờ anh lại bảo tôi tha cho hắn ta, anh thấy ổn không thế? Dương Thanh cười híp mắt. Tuy Tống Hoa Vĩ rất giỏi kiềm chế nhưng lời Dương Thanh nói vẫn khiến hắn nhíu mày. Vậy cậu Thanh muốn thế nào thì mới bằng lòng tha cho em của tôi? Tống Hoa Vĩ cũng cảm nhận được Dương Thanh có lai lịch không tầm thường, bèn trầm giọng hỏi. Đối với những người muốn giết tôi, họ phải giết được tôi, hoặc tôi sẽ giết họ. Dương Thanh lạnh lùng nói. Anh nói rồi bước tới trước một bước, dẫm lên ngực Tống Hoa Đông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh cả, cứu em với. Cảm nhận được sức nặng từ chân Dương Thanh, rốt cuộc Tống Hoa Đông cũng nhận ra Dương Thanh thực sự dám giết mình, lập tức vô cùng sợ hãi. Thả nó ra. Lửa giận lóe lên trong mắt Tống Hoa Vĩ, hắn lạnh lùng nói. Nếu tôi không thả thì sao? Dương Thanh mỉm cười, bỗng đổi vị trí, dẫm lên đầu Tống Hoa Đông. Á, anh cả cứu em. Tống Hoa Đông đau tới mức rú lên. Sắc mặt Tống Hoa Vĩ khó coi tới cực điểm. Rõ ràng Dương Thanh đang khiêu khích hắn. Cậu Thanh, xem như tôi xin cậu tha cho nó, Tống Hoa Nghĩa cũng cuống lên, vội cầu khẩn. Nếu Dương Thanh giết Tống Hoa Đông, quan hệ giữa nhà họ Tống và anh sẽ tới mức một mất một còn. Hắn ta không muốn thế. Tống Hoa Nhã cũng ngơ ngác, tuy cô ta lo lắng nhưng lại không muốn Dương Thanh tha cho Tống Hoa Đông. Theo cô ta thấy, Tống Hoa Đông ức hiếp Tống Hoa Nghĩa lâu như thế, chết cũng đáng đời. Cô ta nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt nóng rực. Người đàn ông này mới là mẫu người mà cô ta luôn ao ước. Rất nhiều người đã ngó lơ trận đánh trên sàn đấu, nhìn về phía Dương Thanh. So với trận đánh trên kia, rõ ràng cuộc rằng co giữa Dương Thanh và nhà họ Tống sẽ thú vị hơn nhiều. Tôi cá 10 triệu rằng cậu thanh niên kia không dám giết Tống Hoa Đông đâu. Tôi cược 30 triệu rằng cậu thanh niên kia dám làm thế. Tôi cược 50 triệu. Cậu thanh niên đó sẽ bị người của Tống Hoa Vĩ giết. Thậm chí có người còn bắt đầu đặt cược xem Dương Thanh có dám giết Tống Hoa Đông không. Cậu phải hiểu rõ, nhà họ Tống là một trong 8 gia tộc quyền thế ở Yến Đô, nếu con cháu dòng chính của nhà họ Tống chết, cậu sẽ phải đối mặt với điều gì, Tống Hoa Vĩ trầm giọng nói, trong mắt tràn ngập vẻ uy hiếp. Dương Thanh chỉ cười khẩy, bỗng di chuyển cái chân đang dẫm lên đầu Tống Hoa Đông. Trước ánh nhìn của đám đông, đầu Tống Hoa Đông mài xuống đất. Mài. Mài tiếp. Những người biết thân phận của Tống Hoa Đông đều cảm thấy Dương Thanh điên rồi, dám hành hạ người nhà họ Tống ngay trước đám đông, có khác gì chán sống đâu cơ chứ. Tiếng hét đau đớn của Tống Hoa Đông vang vọng khắp sàn boxing.
Á, à, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi, xin cậu tha cho tôi, sau này cậu chính là bố tôi, cậu ở đâu thì tôi tránh chỗ đó. Tống Hoa Đông hoàn toàn sụp đổ, khóc lóc van xin. Sắc mặt Tống Hoa Vĩ khó coi tới cực điểm, Tống Hoa Đông cầu xin như thế, chẳng những tự khiến mình bẽ mặt mà còn làm mất hết thể diện của nhà họ Tống luôn. Tiếc rằng trên đời không có thuốc hối hận. Dương Thanh nói với vẻ cảm khái. Anh nói rồi nhấc chân khỏi đầu Tống Hoa Đông, ai cũng tưởng anh định tha cho Tống Hoa Đông. Tống Hoa Đông vội bò về phía Tống Hoa Vĩ. Dầm. Nhưng vừa bò được mấy bước, anh ta đã như bị một chiếc xe tải tông trúng, văng xa mấy mét trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Anh ta hộc máu giữa không trung, tới khi rơi xuống đất thì không còn động tĩnh gì nữa. Chết rồi à? Một lúc lâu sau mới có người hoàn hồn, đờ đẫn hỏi. Nét mặt Tống Hoa Nghĩa lập tức cứng đờ, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Trong mắt Tống Hoa Nhã cũng xuất hiện vẻ kinh hãi, cô ta vội giơ tay bịt miệng, sợ mình hét thành tiếng. Còn khuôn mặt tuấn tú của Tống Hoa Vĩ thì bị lửa giận bao trùm, dám giết Tống Hoa Đông ngay trước mặt hắn, Dương Thanh đang thách thức cả nhà họ Tống chứ không phải chỉ khiêu khích mỗi hắn nữa. Nếu không bắt Dương Thanh trả giá đắt, hắn không thể ăn nói với gia tộc được. Cảnh Dương Thanh đá bay Tống Hoa Đông đã khiến đám đông sợ ngây người. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, bầu không khí lại bùng lên, tiếng hoan hô vang dội khắp sàn boxing. Người trung niên mặc áo vải sau lưng Tống Hoa Vĩ nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt cảnh giác, hình như đang sợ anh đột ngột ra tay với Tống Hoa Vĩ. Ông ta vô thức tiến lên một bước, chắn trước mặt hắn. Cậu dám giết dòng chính của nhà họ Tống à? Tống Hoa Vĩ quát với vẻ không dám tin. Cơn giận khiến hắn sắp nổ tung tới nơi rồi. Dương Thanh híp mắt, tôi sẽ không chấp nếu người khác có ý định giết tôi, nhưng nếu đối phương làm thế thật thì chỉ còn con đường chết. Lúc này, trên người Dương Thanh tràn ngập sự uy nghiêm của người ngồi trên cao. Anh là tướng quân của biên giới phía Bắc, sở hữu thực lực và địa vị có 102, trên đời này, mấy ai có được khí thế như anh chứ? Trước ánh mắt của Dương Thanh, Tống Hoa Vĩ chỉ cảm thấy như đang bị dã thú để mắt đến, bỗng rùng mình. Hắn là cháu đích tôn nhà họ Tống, có hy vọng trở thành người thừa kế nhất, sao có thể là kẻ ngu được. Từ khi cao thủ áo vải chắn trước mặt hắn, hắn đã nhận ra Dương Thanh rất mạnh, ngay cả cao thủ bên cạnh hắn cũng cảm nhận được mối đe dọa lớn lao. Bằng không, ông ta đã không làm thế. Anh cả, anh đừng manh động. Lúc này Tống Hoa Nghĩa cũng hoàn hồn, vội bước lên trước. Lo lắng nói. Theo hắn ta thấy, địa vị của Dương Thanh trong quân đội rất cao, có lẽ rất gần với trung tâm quyền lực. Đó là vị trí ngang ngửa với dòng chính của hoàng tộc đấy. Bây giờ Dương Thanh đã giết Tống Hoa Đông, nếu anh giết nốt Tống Hoa Vĩ, có lẽ quan hệ giữa nhà họ Tống và Dương Thanh sẽ tới mức một mất một còn. Đến khi đó, rất có thể nhà họ Tống sẽ gặp phải tai ương lớn lao. Tuy hắn ta chủ động làm quen với Dương Thanh, còn mời Dương Thanh chiến đấu giúp, nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới việc nhờ anh giết đối thủ của mình. Tống Hoa Nghĩa, đây chính là người mà em mời đến thi đấu à? Tống Hoa Vĩ nhìn Tống Hoa Nghĩa bằng ánh mắt sắc bén, nghiến răng nghiến lợi, giờ cậu ta giết Hoa Đông rồi, để anh xem em định ăn nói với gia tộc ra sao. Sắc mặt Tống Hoa Nghĩa hơi khó coi, lúc này hắn ta thừa nhận hay phủ nhận đều dở cả. Ngay cả chủ gia tộc họ Tống cũng không có tư cách mời tôi thi đấu đâu, Dương Thanh lạnh lùng nói. Tuy anh không quan tâm tới sống chết của Tống Hoa Nghĩa nhưng hai người cũng được xem như bạn bè bình thường, không nhất thiết phải lôi Tống Hoa Nghĩa vào chuyện này. Rõ ràng Tống Hoa Vĩ đang định thừa cơ diệt trừ Tống Hoa Nghĩa. Dù sao Tống Hoa Đông đã chết, bây giờ chỉ còn Tống Hoa Nghĩa có tư cách đấu đá với hắn thôi. Rốt cuộc cậu là ai? Tống Hoa Vĩ nhìn chằm chằm vào Dương Thanh một lúc lâu, bỗng trầm giọng nói. Cả thực lực mạnh mẽ lẫn khí thế mà Dương Thanh thể hiện ra đều khiến hắn cảm nhận được, Dương Thanh có lai lịch không tầm thường. Nó chỉ là con rơi của gia tộc Vũ Văn mà thôi, anh không cần lo lắng. Đúng lúc này, một giọng nói mỉa mai bỗng vang lên. Đám đông thi nhau nhìn sang, thấy một thanh niên đang chậm rãi bước tới. Thấy rõ người tới. Tống Hoa Vĩ lập tức nhướng mày, Vũ Văn Bân. Người đến chính là Vũ Văn Bân, sau lưng Vũ Văn Bân là lão già đã cứu anh ta lần trước. Tính ra nó còn là em trai tôi, 10 năm trước, nó đã bị đuổi khỏi gia tộc,
thậm chí bị trục xuất khỏi Yến Đô rồi. 5 năm trước, nó vẫn chỉ là thằng ở rể mà thôi, nhưng sau đó nó nhập ngũ 5 năm, vừa về cách đây không lâu. Nó học bản lĩnh từ trong quân đội. Nhưng cho dù thực lực của nó mạnh đến mấy, cuối cùng nó vẫn chỉ có một mình. Vũ Văn Bân cười híp mắt. Nghe thấy thế, Tống Hoa Vĩ mới biết được thân phận của Dương Thanh. Thì ra anh đã làm lính 5 năm, khó trách thực lực mạnh đến thế. Vũ Văn Bân, đây là chuyện của nhà họ Tống, không liên quan gì tới cậu, cậu đừng châm ngòi ly gián nữa, Tống Hoa Nghĩa cũng đứng dậy, nói với vẻ không vui. Hắn ta cũng biết những gì mà Vũ Văn Bân nói, nhưng Vũ Văn Bân nói quá đơn giản, với thực lực của Dương Thanh, sao có thể là binh lính bình thường được. Vũ Văn Bân giang tay ra, mỉm cười, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi, nếu mấy người nghĩ tôi đang châm ngòi thì cũng không sao hết. Tống Hoa Vĩ không nói gì, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Việc Dương Thanh làm đã khiến cả hắn lẫn nhà họ Tống mất mặt. Nhưng nếu ra tay với Dương Thanh thật, liệu cao thủ mà hắn dẫn tới đây có đối phó được không? Tuy hắn biết Dương Thanh là con rơi của gia tộc Vũ Văn, nhưng cũng không ngu tới mức nghĩ Dương Thanh chỉ là một người lính vừa xuất ngũ. Anh đã giết cao thủ tới thi đấu giúp Tống Hoa Đông và Tống Hoa Đông chỉ bằng một cú đá. Sao người như thế có thể tầm thường được? Tôi sẽ cho cậu biết hậu quả khi đắc tội với nhà họ Tống là gì trên sàn đấu. Đúng lúc này, cao thủ mặc áo vải bên cạnh Tống Hoa Vĩ chợt nói. Nếu cậu là đàn ông thì gặp trên sàn đấu, Tống Hoa Vĩ cũng tìm được bậc thang đi xuống, bèn đe dọa Dương Thanh rồi dẫn người rời đi. Dương Thanh không để ý đến sự uy hiếp của đối phương, chỉ híp mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Bân, lần trước tao chưa giết mày, mày tưởng hôm nay mày sẽ sống tiếp được chắc. Trước ánh mắt hung tợn của Dương Thanh, Vũ Văn Bân không khỏi run rẩy, tức giận nói, nếu đang ở ngoài kia, chắc tao sẽ bị câu nói này của mày dọa, nhưng mày muốn giết tao ở Club Hoàng Kim Á, nằm mơ đi. Anh ta vốn muốn xem trận đấu giữa Tống Hoa Vĩ và Dương Thanh, không ngờ Tống Hoa Vĩ lại chạy mất. Thế ư? Dương Thanh hơi nhếch môi, mỉm cười hài hước. Lão già mặc sườn xám nam lập tức tiến lên một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, tôi dám cam đoan, chỉ cần cậu ra tay ở đây, cậu sẽ chết không có chỗ chôn đấy. Ông đang đe dọa tôi đấy à? Dương Thanh cười. Ngay sau đó, bóng anh bỗng nhoáng lên, lập tức tới trước mặt Vũ Văn Bân. Bốp! Anh tóm cổ Vũ Văn Bân rồi nhấc bổng anh ta lên trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Vào giờ phút này, trong mắt lão già mặc sườn xám nam tràn ngập vẻ kinh hãi. Lão ta từng đánh với Dương Thanh, đương nhiên cũng biết Dương Thanh rất mạnh. Nhưng lão ta không ngờ anh có thể bắt giữ Vũ Văn Bân ngay trước mắt lão ta. Khi đánh với lão già mặc sườn xám nam lần trước, Dương Thanh vẫn chưa dốc toàn lực, anh thả họ đi cũng vì Vũ Văn Bân biết bí mật của mẹ anh. Bây giờ Vũ Văn Bân sống hay chết đều do ý muốn của tôi, ông làm gì được tôi nào? Dương Thanh khinh miệt nhìn lão già kia, lạnh lùng hỏi. Hầu hết mọi người đều nhìn về phía Dương Thanh, dù sao anh cũng vừa giết một người thuộc dòng chính nhà họ Tống. Bây giờ, sống chết của một người khác thuộc dòng chính của 8 nhà quyền thế ở Yến Đô cũng đang nằm trong tay anh, chẳng lẽ anh định giết người tiếp à? Vũ Văn Bân cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bị Dương Thanh xách lên trước mặt nhiều người như thế, đúng là sỉ nhục. Cậu đừng manh động, lão già mặc sườn xám nam không dám khiêu khích Dương Thanh, nghiêm nghị nói. Cùng lúc đó, mấy hơi thở mạnh mẽ đang ẩn náu trong Club Hoàng Kim cũng nhắm vào Dương Thanh. Vũ Văn Bân bị Dương Thanh tóm cổ, cảm thấy rất ngạt thở, nỗi sợ với cái chết khiến anh ta vô cùng hối hận. Nếu vừa nãy anh ta không tới khiêu khích, có phải sẽ không xảy ra chuyện này không? Nhưng hối hận cũng muộn rồi. Anh ta liều mạng giãy giụa nhưng vẫn không ăn thua. Những người biết thân phận của Vũ Văn Bân đều cảm thấy Dương Thanh điên rồi. Anh vừa giết Tống Hoa Đông, giờ lại định ra tay với Vũ Văn Bân. Hai người này đều đến từ 8 nhà quyền thế bậc nhất Yến Đô đấy. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã cũng sững sờ, việc Dương Thanh giết Tống Hoa Đông đã nằm ngoài dự đoán của họ, giờ anh còn định ra tay với Vũ Văn Bân nữa. Vũ Văn Bân, mày cũng biết tao muốn gì rồi đấy. Trước khi giải đấu kết thúc, nếu mày không cho tao biết câu trả lời thì tối nay chính là ngày chết của mày. Dương Thanh không quan tâm đến bất cứ ai, chăm chú nhìn Vũ Văn Bân đang điên cuồng giãy giụa, cho anh ta cơ hội cuối.
anh nói rồi tiện tay ném, Vũ Văn Bân lập tức bay xa mấy mét như rác rưởi, ngã rầm xuống đất. Tuy rất mất mặt nhưng Vũ Văn Bân vẫn vô cùng vui mừng, ít nhất anh ta vẫn còn sống. Lão già mặc sườn xám nam chăm chú nhìn Dương Thanh trong chốc lát rồi lập tức quay người, rảo bước tới bên Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt sợ hãi chứ không dám khiêu khích anh nữa. Anh ta cứ tưởng có lão già mặc sườn xám nam rồi, cho dù Dương Thanh mạnh hơn nữa thì cũng không làm gì được anh ta, nhưng vừa nãy, khi Dương Thanh suýt giết anh ta mới nhận ra Dương Thanh đáng sợ tới mức nào. Tống Hoa Vĩ cũng nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt tràn ngập sự nghiêm nghị. A bố, so với ông thì thực lực của thanh niên kia thế nào? Tống Hoa Vĩ chợt hỏi. Người trung niên mặc áo vải đứng cạnh hắn khẽ lắc đầu, khi chưa đánh thử, tôi không dám nói bừa. Tôi cũng làm được chuyện mà cậu ta vừa làm. Nếu sống mái với nhau thật, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Nghe A bố nói thế, Tống Hoa Vĩ rất kinh ngạc. A bố là cao thủ mà hắn mời về bằng giá cao, ngay cả những cao thủ mạnh nhất nhà họ Tống cũng không dám nhận mình là đối thủ của A bố. Bây giờ, một thanh niên chưa đến 30 tuổi lại được A bố đánh giá cao như thế, tức là rất có thể thực lực của Dương Thanh còn hơn cả A bố ư. Người bạn mà Hoa Nghĩa quen lần này đúng là không đơn giản, Tống Hoa Vĩ híp mắt. Nếu Dương Thanh lên sàn đấu, nhớ anh thua A bố thì cũng thôi, còn nếu Dương Thanh thắng, gần nửa sản nghiệp trong tay hắn sẽ thuộc về Tống Hoa Nghĩa. Đối với hắn, chuyện này là mối đe dọa lớn lao. Chỉ cần Tống Hoa Nghĩa thua lần này, sau này hắn sẽ vô địch trong đám con cháu đời thứ ba của nhà họ Tống. A bố, lần này nhờ vào ông, phải thắng cho bằng được, Tống Hoa Vĩ trầm giọng nói. Cậu Vĩ cứ yên tâm, tôi sẽ dốc sức đối phó, A bố đáp. Trong lúc họ nói chuyện, trận chiến trên sàn đấu lại bắt đầu, mọi người đều nhìn về phía đó. Sau khi giải đấu tiếp diễn, thực lực của các cao thủ xuất hiện sau cũng ngày càng mạnh hơn, trận đánh cũng ngày càng đặc sắc. Dương Thanh cứ như người không liên quan, nhìn chằm chằm vào trận chiến trên sàn đấu. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đứng cạnh Dương Thanh, không dám nói gì, thỉnh thoảng lại liếc trộm Dương Thanh với vẻ thận trọng. Anh Thanh, lát nữa anh có lên sàn đấu không ạ? Rốt cuộc Tống Hoa Nhã cũng hỏi. Cô ta đã sớm phát hiện có mấy lần Tống Hoa Nghĩa định mở lời, nhưng cuối cùng lại không dám. Tống Hoa Nghĩa giật nảy mình, thấy Dương Thanh không có vẻ tức giận, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt cũng xuất hiện vẻ chờ mong. Với những gì mà Dương Thanh vừa thể hiện, nếu anh lên sàn đấu, rất có thể sẽ đánh bại được người của Tống Hoa Vĩ. Một khi chiến thắng, địa vị của hắn ta tại nhà họ Tống sẽ nhanh chóng tăng lên, thậm chí ngang ngửa với Tống Hoa Vĩ. Dương Thanh nhìn Tống Hoa Nhã, thấy trong mắt cô ta có vẻ mong chờ và cầu khẩn. Ánh mắt Tống Hoa Nghĩa cũng thế. Cậu Thanh, tôi biết nếu để cậu lên đánh thì hơi không thích hợp, nhưng giải đấu này vô cùng quan trọng với tôi. Chỉ cần cậu giúp tôi chiến thắng, sau này mạng của Tống Hoa Nghĩa tôi sẽ thuộc về cậu. Tống Hoa Nghĩa nghiêm túc nói. Ở những gia tộc quyền thế bậc nhất như nhà họ Tống, chỉ có người thắng chứ không có kẻ thất bại. Vì hậu quả của kẻ thất bại sẽ rất thê thảm, rất có thể sẽ phải đối mặt với cái chết. Dù sao hắn ta cũng là người đang cạnh tranh với Tống Hoa Vĩ, đã tích lũy được rất nhiều trong những năm qua, nếu hắn ta thua, chắc chắn Tống Hoa Vĩ sẽ đuổi giết tới cùng để ngăn ngừa tai họa sau này. Đến khi đó, cả hắn ta lẫn Tống Hoa Nhã đều sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên giải đấu lần này là cơ hội cuối cùng của hắn ta, nếu thua, hắn ta sẽ phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Tôi đã giết dòng chính của nhà họ Tống mà anh vẫn nhờ tôi giúp anh, không sợ nhà họ Tống tính sổ với anh à. Dương Thanh không đồng ý ngay, cười híp mắt, hỏi. Tống Hoa Nghĩa vội đáp, chuyện này vốn do Tống Hoa Đông gieo gió gặt bão, không trách được ai. Nếu nhà họ Tống muốn truy cứu trách nhiệm của tôi thật, tôi chỉ có thể chấp nhận. Đây chính là nỗi bi ai của những người tham gia vào cuộc đấu đá trong gia tộc quyền thế. Một khi đã dính vào rồi thì phải đi tới cuối cùng, trừ khi chết. Hắn ta không còn đường quay lại nữa rồi. Nếu người của Tống Hoa Vĩ ra tay, tôi sẽ lên sàn đấu, rốt cuộc Dương Thanh cũng đồng ý. Nghe thấy thế, Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã kích động phát khóc, cảm ơn liên hồi. Dương Thanh không nói gì, tiếp tục quan sát trận chiến. Cùng lúc đó, trong phòng riêng sang trọng ở tầng cao nhất của Club Hoàng Kim,
Vũ Văn Bân đang nằm trên giường, bác sĩ đang kiểm tra toàn thân cho anh ta. Sau khi bị Dương Thanh ném đi như rác rưởi rồi rơi xuống đất, anh ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp nát tới nơi rồi. Yên tâm, cơ thể của cậu không sao đâu. Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ nói. Lúc này Vũ Văn Bân mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ người hống hách như anh ta cũng không dám có ý định giết Dương Thanh nữa, sự sợ hãi trong mắt anh ta vẫn chưa biến mất hẳn. Ông Đường, tôi thật sự không chịu nổi nữa, xin các người bỏ qua cho tôi đi. Vũ Văn Bân bỗng nói với vẻ cầu khẩn. Người mà anh ta cầu khẩn chính là lão già mặc sườn xám nam vẫn luôn đi theo anh ta như vệ sĩ. Lão già đó nhíu mày, nói với vẻ không vui, đừng quên, nếu không có tôi, giờ cậu đã trở thành cái xác từ lâu rồi. Các người muốn đối phó với nó thì tự làm đi, tôi chỉ là kẻ trói gà không chặt, vốn không thắng nổi nó. Vũ Văn Bân sắp khóc đến nơi, vừa rồi anh ta suýt bị Dương Thanh giết nên giờ rất sợ. Bốp! Lão già mặc sườn xám nam tát Vũ Văn Bân một phát, tức giận nói, vô dụng. Nếu không nể mặt mẹ cậu, tôi đã đập chết cậu lâu rồi. Đối với cậu, Dương Thanh chỉ là một thử thách trên đường đời mà thôi, đối thủ như thế mới giúp cậu không ngừng mạnh lên được. Đừng quên, trong người cậu có dòng máu của vương tộc, nếu thua cả một đứa con rơi, cậu có tư cách gì để trở thành người đứng đầu nhà họ Tào trong tương lai chứ? Nghe thấy thế, Vũ Văn Bân sững sờ. Ngay cả anh ta cũng không rõ tại sao lão già mặc sườn xám nam phải bảo vệ anh ta, thậm chí còn dạy anh ta võ thuật. Thì ra đối phương là người nhà họ Tào. Đương nhiên anh ta cũng biết rõ, nhà họ Tào là gia tộc của mẹ anh ta. Cũng là một trong bốn vương tộc bị gạch tên khỏi danh sách hoàng tộc từ nhiều năm trước. Ý ông là, tôi có hy vọng trở thành người đứng đầu nhà họ Tào trong tương lai hả? Vũ Văn Bân ngây người một lúc lâu rồi mới hỏi với vẻ không dám tin. Không sai, còn Dương Thanh chính là thử thách dành cho cậu trên con đường thừa kế chức chủ vương tộc, lão già mặc sườn xám nam nói. Ông Đường, ông đừng lừa tôi nữa, tuy trong người tôi có dòng máu nhà họ Tào nhưng có tư cách gì để thừa kế chức chủ gia tộc họ Tào đâu, Vũ Văn Bân bỗng lắc đầu với vẻ không tin. Lão già mặc sườn xám nam bình tĩnh nói, bây giờ nhà họ Tào đang trong tình thế nguy cấp, không còn huy hoàng như lúc là hoàng tộc nữa rồi. Thậm chí còn có nguy cơ bị loại khỏi bốn vương tộc lớn. Cậu có biết nếu bị xóa tên khỏi bốn vương tộc lớn, nhà họ Tào sẽ gặp phải chuyện gì không? Vũ Văn Bân lắc đầu, anh ta không biết thật. Tuy mẹ anh ta là người nhà họ Tào nhưng anh ta chưa bao giờ qua lại với họ, lão già mặc sườn xám nam là người nhà họ Tào đầu tiên mà anh ta tiếp xúc. Một khi bị loại khỏi bốn vương tộc, nhà họ Tào sẽ không may mắn như lúc bị xóa tên khỏi chín hoàng tộc nữa. Mà sẽ bị tiêu diệt ngay, lão già mặc sườn xám nam nghiêm nghị nói. Vũ Văn Bân sợ ngây người. Theo anh ta thấy, hoàng tộc và vương tộc đều là gia tộc đứng đầu Chiêu Châu, cho dù nhà họ Tào bị gạch tên khỏi danh sách vương tộc nhưng vẫn rất mạnh, ít nhất cũng hơn xa tám nhà quyền thế ở Yến Đô chứ. Không ngờ sau khi bị xóa tên khỏi danh sách vương tộc, nhà họ Tào cũng sẽ gặp tai ương. Sao có thể chứ, Vũ Văn Bân không tin. Tại sao năm đó? Bốn vương tộc lại bị loại khỏi chín hoàng tộc. Cũng vì họ không đủ thực lực, bây giờ thực lực của bốn vương tộc đã suy giảm rất nhiều, không thể hùng mạnh bằng hoàng tộc, vương tộc phải thôn tính vương tộc thì mới có hy vọng trở thành hoàng tộc lần nữa. Trong mắt lão già mặc sườn xám nam tràn ngập vẻ bi ai, lão ta cắn răng, nhà họ Tào đang trong tình cảnh như thế, phải nghĩ mọi cách để tăng thực lực lên thì mới không bị đào thải. Còn cậu? Tuy cậu chỉ có một nửa dòng máu nhà họ Tào nhưng vẫn được xem là người nhà họ Tào, nếu cậu có năng lực thật, vị trí chủ vương tộc về tay cậu thì đã sao chứ? Bây giờ nhà họ Tào cân nhắc đến tài năng của cậu chứ không phải dòng máu của cậu. Nếu cậu giẫm Dương Thanh dưới chân thì sẽ có tư cách thừa kế chức chủ vương tộc. Lão già mặc sườn xám nam nghiêm túc nói. Vào giờ phút này, Vũ Văn Bân chỉ cảm thấy máu trong người mình đang sôi trào. Anh ta đã sắp đặt nhiều năm vì chức chủ gia tộc Vũ Văn, nhưng mọi thứ lại bị Dương Thanh phá hủy hết. Bây giờ anh ta lại có hy vọng thừa kế chức chủ vương tộc. Cho dù vương tộc như nhà họ Tào sắp bị tiêu diệt thì vẫn hơn xa tám gia tộc quyền thế ở Yến Đô. Giẫm Dương Thanh dưới chân ư, trong mắt Vũ Văn Bân tràn ngập sự điên cuồng. Nghĩ đến việc Dương Thanh đã phá hủy mọi thứ của anh ta càng muốn giết Dương Thanh hơn. Không sai. Chỉ cần giẫm Dương Thanh dưới chân,
cậu sẽ được tham gia vào trận chiến tranh giành chức chủ vương tộc. Trong mắt lão già mặc sườn xám nam lóe lên ánh sáng sắc bén, cậu rất có dã tâm, nhà họ Tào đang cần người như cậu đấy. Phú Văn Bân vốn kiêng dè Dương Thanh, nhưng sau khi nghe lão già mặc sườn xám nam nói xong, trong mắt anh ta chỉ còn sự điên cuồng. So với vị trí chủ vương tộc, chức chủ gia tộc Phú Văn đáng là gì chứ? Ông Đường, tôi hiểu rồi, ông cứ yên tâm, tôi sẽ không khiến ông thất vọng, Vũ Văn Bân nghiêm túc nói. Lão già mặc sườn xám nam gật nhẹ đầu, nói với vẻ hài lòng, đây mới là khí thế mà con cháu vương tộc nên có. Nhưng thực lực của Dương Thanh quá mạnh, tôi sợ nó sẽ không tha cho tôi, Vũ Văn Bân bỗng lo lắng nói. Lão già mặc sườn xám nam cười lạnh, tuy tôi không phải đối thủ của cậu ta, nhưng không có nghĩa là cậu ta vô địch, cậu cứ yên tâm, cậu ta không làm gì được cậu đâu. Ý ông Đường là, trong Club Hoàng Kim tối nay, có người muốn đối phó với Dương Thanh hả? Vũ Văn Bân kinh ngạc hỏi. Cậu cứ chờ xem kịch hay là được, lão già mặc sườn xám nam híp mắt. Lúc này, trận đánh trên sàn đấu đã gần kết thúc, cao thủ đồng ý lên sàn đấu cũng ít dần. Người của Tống Hoa Vĩ sắp lên sàn đấu rồi. Tống Hoa Nghĩa bên cạnh Dương Thanh bỗng hô lên kinh ngạc. Quả nhiên, người trung niên tên A Bố bên cạnh Tống Hoa Vĩ đã lên sàn đấu. Vì Tống Hoa Vĩ là con cháu của một trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô nên được rất nhiều người chú ý. Thấy người của hắn lên sàn đấu, bầu không khí lập tức bùng nổ. A Bố đứng trên sàn đấu bỗng nhìn về phía Dương Thanh, nói với vẻ khiêu khích, cút lên đây chịu chết đi. Ánh mắt Tống Hoa Vĩ cũng đằng đằng sát khí. Đối với hắn, việc Dương Thanh giết Tống Hoa Đông chỉ là chuyện vặt, nhưng quan trọng là người của hắn phải giết bằng được Dương Thanh. Nếu giết Dương Thanh, chẳng những báo được thù cho Tống Hoa Đông mà còn tiện thể đánh bại Tống Hoa Nghĩa, cứ như vậy, hắn sẽ không còn đối thủ nào ở nhà họ Tống. Vị trí người thừa kế đời thứ 3 của nhà họ Tống chỉ có thể thuộc về hắn thôi. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Thanh. Đương nhiên họ cũng hiểu A Bố đang bảo anh lên sàn đấu. Dương Thanh nhíu mày, lạnh lùng nhìn A Bố, nếu ông muốn chết đến thế thì tôi sẽ giúp ông. Anh vốn không định lên sàn đấu, cho dù thế nào, anh cũng là tướng quân của một nước, bất kể giải đấu ở Club Hoàng Kim có cấp bậc gì, anh tham gia nó cũng là tự hạ thấp thân phận. Nhưng giờ lại có người khiêu khích, vậy đành giúp ông ta thôi. Anh Thanh, cẩn thận nhé, Tống Hoa Nhã lo lắng nói. Tống Hoa Nghĩa cũng lên tiếng, cậu Thanh, cho dù thế nào, cậu cũng phải cẩn thận, tôi thà thua chứ cũng không muốn cậu bị liên lụy đâu. Nhìn nét mặt chân thành của hai anh em, Dương Thanh mỉm cười, tôi đề nghị hai người đặt cược hết vốn lưu động của mình cho tôi. Anh nói rồi đi về phía sàn đấu. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đều sững sờ, Tống Hoa Nghĩa lập tức nghiêm nghị nói, Nhã, giờ em lấy ra được bao nhiêu tiền? Em chỉ có thể lấy được 10 triệu thôi, Tống Hoa Nhã nói. Tống Hoa Nghĩa gật đầu, anh còn 30 triệu, chúng ta dùng hết số đó để cược cậu Thanh sẽ thắng đi. Anh, đó là tất cả tài sản của chúng ta đấy, nếu thua thì sẽ trắng tay ngay, Tống Hoa Nhã kinh ngạc. Trong mắt Tống Hoa Nghĩa lóe lên ánh sáng sắc bén, em nghĩ, nếu cậu Thanh thua, chúng ta còn đường sống ở nhà họ Tống à? Tống Hoa Nhã lập tức sững sờ. Nghĩ đến việc Dương Thanh đã giết Tống Hoa Đông, bây giờ lại lên thi đấu giúp họ, nếu anh thắng thì họ còn có thể nghĩ cách giải quyết phiền phức này, chứ nhớ anh thua, chắc chắn nhà họ Tống sẽ không bỏ qua cho anh em họ. Anh, em cược với anh, Tống Hoa Nhã cắn răng. Vào giờ phút này, xung quanh đang sôi trào. Vừa nãy Dương Thanh đã giết dòng chính của nhà họ Tống trước mặt đám đông, thể hiện thực lực rất mạnh mẽ. Còn A Bố trên sàn đấu là cao thủ của một trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, thực lực không có gì phải nghi ngờ. Trận đấu giữa hai cao thủ mới là cuộc so tài đặc sắc nhất. Ai cũng điên cuồng, trừ hoan hô và hò hét ra, họ còn điên cuồng đặt cược nữa. Tuy họ đã bắt đầu đặt cược từ trận đấu đầu tiên, nhưng rất nhiều tập đoàn vẫn chưa cược mà đang chờ trận chiến giữa các cao thủ thực thụ. Có lẽ quán quân tối nay sẽ xuất hiện trong trận đấu này. Nên số tiền đặt cược nhanh chóng tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, số tiền cược đã lên tới 8 tỷ, có thể tưởng tượng được những người đang xem trận đấu giàu có tới mức nào. Nhưng theo tỷ lệ đặt cược, tuy trước đó Dương Thanh đã giết Tống Hoa Đông, nhưng phần lớn tập đoàn đang có mặt vẫn coi trọng A Bố. Cho dù thế nào,
A bố cũng là cao thủ của một trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, còn Dương Thanh chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Chàng trai, cậu vĩ của chúng tôi nói, nếu cậu tình nguyện chịu thua rồi đi theo cậu ấy sẽ trả cho cậu 10 triệu mỗi năm. A bố nhìn Dương Thanh đang đi lên sàn đấu, bất chợt mời chào. Dương Thanh nhìn A bố với vẻ buồn cười, bảo anh đi theo Tống Hoa Vĩ ư. Nếu bỏ qua thân phận tướng quân thì anh cũng được xem như dòng chính của gia tộc Vũ Văn, ngang hàng với Tống Hoa Vĩ có tư cách gì để bảo anh đi theo hắn chứ? Nếu ông nói thế, tôi cũng cho ông một cơ hội, đi theo tôi sẽ trả ông 10 triệu mỗi năm, Dương Thanh cười híp mắt. Thực lực mà A bố thể hiện ra hoàn toàn xứng đáng với số tiền đó. Nhãi danh, cậu chán sống rồi, A bố thẹn quá hóa giận, tưởng Dương Thanh đang sỉ nhục ông ta. Xem ra ông không đồng ý nhỉ. Dương Thanh mỉm cười, lắc đầu, vậy tôi chỉ có thể tiễn ông đi gặp Tống Hoa Đông thôi. Tao giết mày. A bố lập tức nổi giận, hơi nhích chân, nhào về phía Dương Thanh. Giải đấu này không có quy tắc gì, chỉ có thắng thua, kể từ khi lên sàn đấu, trận chiến cũng bắt đầu. Ào! Thấy A bố di chuyển, xung quanh hoàn toàn sôi trào, ai cũng hò hét. Vào giờ phút này, hai anh em Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đều có vẻ căng thẳng, mặt Tống Hoa Nghĩa đẫm mồ hôi, còn Tống Hoa Nhã thì siết chặt tay, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Đây là trận chiến quyết định số phận của họ, một khi Dương Thanh thua, họ sẽ phải đối mặt với cái chết. Không biết tự lượng sức mình. Dưới sàn đấu, lão già mặc sườn xám nam đang đứng với Vũ Văn Bân bỗng cười khẩy. Vũ Văn Bân vội hỏi, ông Đường, ý ông là Dương Thanh sẽ thua à? Lão già mặc sườn xám nam thất vọng liếc Vũ Văn Bân rồi nói, nếu cậu ta thua ở nơi này, vương tộc sẽ dùng cậu ta để thử thách cậu ư. Nghe thấy thế, Vũ Văn Bân mới hiểu ra, ý lão ta là Dương Thanh không thể thua được. Nghĩ đến việc suýt chết trong tay Dương Thanh trước đó, Vũ Văn Bân không khỏi rùng mình. Mẹ nó, tên nhãi kia bị ngu à? Chết sững luôn rồi kìa. Mau di chuyển đi, ông đây cược cho cậu 100 triệu đấy. Ha ha, tên nhãi đó thua là cái chắc, ván này cược đúng rồi. Xung quanh vô cùng hỗn loạn, thấy Dương Thanh vẫn đứng im, có người chửi mắng nhưng cũng có người phá lên cười. Ánh mắt A bố đằng đằng sát khí, Tống Hoa Vĩ đã dặn ông ta, nếu Dương Thanh không phục tùng thì giết. Nếu Dương Thanh đã từ chối đi theo Tống Hoa Vĩ thì anh chỉ còn đường chết thôi. Chết đi. A bố vào tới trước mắt Dương Thanh rồi đấm vào đầu anh. Ông ta rất chắc chắn, một khi cú đấm này đánh trúng Dương Thanh, anh sẽ chết ngay tức khắc. Rầm. Đúng lúc mọi người nghĩ Dương Thanh sẽ bị đánh vỡ đầu, anh bỗng hời hợt vung tay lên. Ngay sau đó, A bố bay ra khỏi sàn đấu như quả bóng ra, đập cái rầm vào lan can sắt ở rìa sàn đấu. Ông ta hộc máu, cơ thể nặng nề rơi xuống đất, chết ngay tắp lự. Sàn boxing rộng lớn bỗng yên ắng hẳn, ai cũng mở to mắt. Nhìn Dương Thanh vẫn luôn đứng im với vẻ không dám tin. Chỉ một cú đấm thôi đã giết chết cao thủ thuộc 8 nhà quyền thế ở Yến Đô rồi. Tống Hoa Vĩ trợn tròn mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Cao thủ mà hắn trả giá cao để mời về này đã giúp hắn thắng Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Đông 3 năm liền. Chỉ cần thắng nốt năm nay, hắn sẽ trở thành người thừa kế đời thứ 3 của nhà họ Tống. Nhưng bây giờ A bố đã chết, bị người đi với Tống Hoa Nghĩa giết. Tức là Tống Hoa Nghĩa đã thăng ư. Tống Hoa Đông đã chết, gần nửa sản nghiệp trong tay anh ta sẽ về tay Tống Hoa Nghĩa, giờ hắn thua, cũng phải giao gần nửa sản nghiệp cho Tống Hoa Nghĩa luôn. Như vậy, số doanh nghiệp gia tộc mà Tống Hoa Nghĩa nắm giữ sẽ lập tức vượt xa hắn. Nghĩ tới đây, hắn vô cùng hoảng hốt, không thể chấp nhận sự thật trước mắt mình, không. Không thể nào, mình không thể để Tống Hoa Nghĩa đạt được số sản nghiệp đó. Ánh mắt hắn dần trở nên dữ tợn. Phía bên kia, sau khi đờ đẫn một lúc lâu, hai anh em Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã kích động ôm nhau, anh. Chúng ta thắng rồi. Ha ha, không sai, chúng ta thắng rồi. Tống Hoa Nghĩa cũng cười lớn. Mắt hai anh em đều rơm rớm nước mắt, họ không được gia tộc coi trọng từ nhỏ, lần này chiến thắng rồi, rốt cuộc họ cũng không cần lo sẽ bị gia tộc vứt bỏ nữa. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Dương Thanh bước xuống sàn đấu. Nếu không vì giúp hai anh em kia, sao anh có thể lên đó chứ? Đối với anh,
thắng người của Tống Hoa Vĩ là được rồi, anh sẽ không tham gia thi đấu thêm. Cậu Thanh, cảm ơn cậu. Thấy Dương Thanh quay lại, Tống Hoa Nghĩa cảm kích nói. Đồng thời, hắn ta cũng phục Dương Thanh sát đất. Chuyện lần này càng khiến hắn ta chắc chắn rằng Dương Thanh có thân phận rất cao trong quân đội. Nhà họ Tống không thể đắc tội với loại người này. Anh Thanh, cảm ơn anh, mắt Tống Hoa Nhã đỏ hoe, cô ta nói với vẻ cảm kích. Dương Thanh mỉm cười, xem như tôi không phụ lòng hai người. Tống Hoa Nghĩa. Đúng lúc này, một giọng nói tức giận bỗng vang lên. Lúc này, Tống Hoa Vĩ đâu còn ôn hòa lịch sự như lần đầu tiên Dương Thanh gặp hắn nữa. Bây giờ khuôn mặt hắn vô cùng dữ tợn, quanh người tràn ngập hơi thở tàn ác. Tống Hoa Nghĩa nhíu mày, sao thế? Anh cả không phục à? Phục chứ sao không, ta bố bị giết cũng vì thực lực của ông ta thua kém người khác. Tống Hoa Vĩ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cho dù cậu thắng thì sao? Tống Hoa Đông đã chết dưới tay người của cậu, tôi rất mong chờ xem gia tộc sẽ trừng phạt cậu thế nào sau khi quay về đấy. Tống Hoa Nghĩa đang muốn lờ chuyện này đi, giờ Tống Hoa Vĩ lại nhắc đến, khiến nét mặt hắn ta trở nên lo âu. Nếu là trước kia, hắn ta sẽ lo cho Dương Thanh, nhưng sau khi chứng kiến thực lực mạnh mẽ của anh, hắn ta lại lo cho nhà họ Tống. Dương Thanh có thực lực như thế, chắc chắn cũng là một trong số những người rất gần với trung tâm quyền lực trong quân đội. Hơn nữa Tống Hoa Nghĩa còn biết Dương Thanh đã đến biên giới phía Bắc. Biên giới phía Bắc có thực lực mạnh nhất trong số 4 biên giới của Chiêu Châu, nghe nói vị tướng quân ở biên giới phía Bắc có quyền thế ngút trời. Có lẽ chủ hoàng tộc Chiêu Châu cũng phải nể mặt tướng quân của biên giới phía Bắc. Chắc chắn Dương Thanh là người của vị tướng quân đó, nếu nhà họ Tống định sống mái với anh, liệu có khiến tướng quân ra mặt không nhỉ? Khi đó, đừng nói là nhà họ Tống. Cho dù 8 gia tộc quyền thế ở Yến Đô gộp lại thì cũng chẳng nhằm nhò gì với người ta. Tống Hoa Đông bị giết vì nó gieo gió gặt bão, nếu nó không định giết cậu Thanh trước, sao có thể bị cậu Thanh giết được? Tống Hoa Nghĩa tức giận nói, cậu Thanh là bạn tôi, cũng là bạn của nhà họ Tống, anh đừng châm ngòi ly gián nữa. Bạn ư? Tống Hoa Vĩ cười lạnh, Tống Hoa Đông là dòng chính nhà họ Tống, người dám giết dòng chính của nhà họ Tống cũng xứng làm bạn với nhà họ Tống à? Cậu cứ chờ sự trừng phạt từ nhà họ Tống đi, đến khi người bạn này của cậu chết rồi, tôi cũng muốn xem cậu sẽ làm nên trò trống gì đấy. Tống Hoa Vĩ nói bằng giọng đe dọa. Trong số con cháu đời thứ 3 của nhà họ Tống, trừ 2 anh ra thì còn ai không, Dương Thanh chợt hỏi. Tống Hoa Nghĩa sững sờ rồi lắc đầu, chỉ có 2 chúng tôi thôi. Dương Thanh gật nhẹ đầu, bỗng nhìn về phía Tống Hoa Vĩ, giết một người là giết, giết 2 người cũng là giết. Nếu tôi giải quyết nốt anh ta, sẽ không còn ai tranh giành quyền lực với anh nữa nhỉ? Anh nói rồi lại quay sang nhìn Tống Hoa Nghĩa. Tống Hoa Nghĩa ngây người, Dương Thanh đang nghiêm túc đấy à? Tống Hoa Vĩ bỗng thấy lạnh thấu xương, nghĩ đến việc Dương Thanh giết A Bố chỉ bằng một cú đấm, hắn bỗng thấy nhũn cả người. Cậu Thanh, xin cậu nể mặt tôi, tha cho anh ta một lần, Tống Hoa Nghĩa chợt nói, trong mắt có vẻ không đành lòng. Tống Hoa Vĩ thấp thỏm nói, Tống Hoa Đông tự gieo gió gặt bão, nếu cậu giết nó, có lẽ nhà họ Tống vẫn tha cho cậu, nhưng nếu cậu giết tôi, nhà họ Tống sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu đâu. Dương Thanh hơi nhướng mày, anh nghĩ tôi sợ nhà họ Tống chắc. Nét mặt Tống Hoa Vĩ lập tức cứng đờ, không dám nói gì nữa mà quay sang nói với Tống Hoa Nghĩa, Tống Hoa Nghĩa, chắc cậu cũng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chết. Anh im đi. Tống Hoa Nghĩa tức giận quát. Hắn ta biết Dương Thanh rất ghét bị đe dọa, nhưng Tống Hoa Vĩ cứ khiêu khích anh như thế, chẳng phải đang chán sống rồi à? Tha cho anh lần này cũng được, nếu anh lăn ra ngoài, tạm thời tôi sẽ không giết anh, Dương Thanh chợt nói. Tống Hoa Vĩ thoáng sửng sốt, vội nói, vâng, tôi cút ngay đây ạ. Tống Hoa Vĩ nói rồi quay người, định rời đi. Tôi bảo anh lăn, nếu anh không hiểu nghĩa của chữ lăn, thì có thể tra thử, Dương Thanh lạnh lùng nói. Lúc này Tống Hoa Vĩ mới hiểu, Dương Thanh đang bảo hắn lăn ra ngoài. Có tới mấy nghìn người đang quan sát họ, trong số đó còn có rất nhiều người ở Yến Đô, nếu hắn lăn ra ngoài thật thì đâu còn mặt mũi nào để sống ở Yến Đô chứ. Có lẽ ngay cả nhà họ Tống cũng sẽ vứt bỏ hắn nhỉ. Dù sao, nếu nhà họ Tống đưa một người đã khiến họ mất hết thể diện lên làm người thừa kế thì có khác gì đang tự tát vào mặt mình đâu.
Tống Hoa Nghĩa cũng hiểu ngay, Dương Thanh làm thế để khiến Tống Hoa Vĩ mất hết mặt mũi, không được nhà họ Tống trọng dụng nữa. Nếu không có Tống Hoa Vĩ cạnh tranh, chỉ còn mình hắn ta có thể đảm nhiệm vị trí người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Tống. Nghĩ đến đây, trong mắt Tống Hoa Nghĩa tràn ngập sự cảm kích. Khi bảo Dương Thanh không giết Tống Hoa Vĩ, hắn ta đã thấy quá đáng lắm rồi, nếu khuyên Dương Thanh tiếp thì sẽ thành không biết điều mất. Cậu bảo tôi lăn ra ngoài ư? Tống Hoa Vĩ sững sờ một lát rồi tức giận nói, cậu đừng quá đáng thế. Trong 10 giây, nếu anh vẫn chưa lăn thì tôi đành lấy mạng anh vậy. Anh cũng biết rồi đấy, tôi giết anh chỉ đơn giản như giết một con kiến mà thôi. Dương Thanh lạnh lùng nói. Rốt cuộc Tống Hoa Vĩ cũng hiểu, Dương Thanh dám giết hắn thật. Lúc này có rất nhiều người đang nhìn hắn, chuyện này khiến hắn có cảm giác sống không bằng chết. Hắn là cậu ấm nhà họ Tống, đã bao giờ bị sỉ nhục như thế đâu. Dương Thanh bảo hắn lăn ra ngoài, tức là đang định trà đạp lên lòng tự tôn của hắn. Được, tôi lăn. Rốt cuộc Tống Hoa Vĩ cũng thỏa hiệp, so với mất mạng, hắn thà vứt bỏ tự tôn còn hơn. Trời à, cậu ấm nhà họ Tống đang làm gì thế? Anh ta đang lăn à? Định lăn ra ngoài ư? Rốt cuộc cao thủ trẻ kia đã nói gì với anh ta, mà lại khiến cậu ấm nhà họ Tống kiêu căng lăn ra ngoài như chó thế? Những người khác cũng không biết Dương Thanh đã nói gì với Tống Hoa Vĩ, chỉ biết sau khi anh nói gì đó, Tống Hoa Vĩ lập tức lăn ra ngoài. Tiếng bàn tán xung quanh như từng cây gai đâm vào người Tống Hoa Vĩ. Hắn đành phải lăn ra trước mắt mọi người nếu không sẽ thật sự nộp mạng lại đây. Dù sao Tống Hoa Đông cũng bị Dương Thanh giết rồi. Đúng như anh đã nói, giết một người hay hai người chẳng có gì khác nhau. Nhưng nếu không làm theo lời của Dương Thanh, e là hắn sẽ mất mạng thật. Mỗi khi lăn một vòng, sát khí trong lòng Tống Hoa Vĩ lại tăng thêm một chút, đợi khi hắn lăn đến cửa thang máy mới bỏ dậy, nhưng sát khí trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Hắn cũng không dám lộ liễu, không quay đầu lại, đi thẳng vào thang máy rời khỏi chỗ này. Tống Hoa Nghĩa lo lắng nói, cậu Thanh, tôi đã rất cố gắng không để nhà họ Tống xem anh như kẻ thù, nhưng kết quả nhà họ Tống lại thật sự muốn đối phó cậu. Tôi xin cậu tha cho nhà họ Tống một con đường sống được không? Lời của Tống Hoa Nghĩa khiến Dương Thanh hơi ngạc nhiên. Anh nhìn người đàn ông chỉ lớn hơn mình vài tuổi này trong lòng không khỏi than thở. Người đàn ông này bất kể là tính cách hay tầm nhìn đều không tầm thường. Nhà họ Tống có được anh ta đúng là may mắn. Nếu người nhà họ Tống muốn giết tôi, chẳng lẽ tôi phải khoanh tay ngồi chờ chết sao? Dương Thanh lạnh nhạt nói. Tống Hoa Nghĩa im lặng một hồi, lát sau trong mắt ngập tràn kiên định nói với Dương Thanh, nếu thật sự có người muốn chết, là tại bọn họ gieo gió gặt bão. Tôi chỉ cầu xin cậu Thanh đến lúc đó có thể tha cho nhà họ Tống một con đường sống là được rồi. Được, tôi đồng ý với anh, Dương Thanh gật đầu. Tống Hoa Nghĩa sững sờ, hắn ta vốn tưởng Dương Thanh sẽ không đồng ý nhưng hắn ta vẫn muốn dốc hết sức. Nếu Dương Thanh thật sự muốn tiêu diệt nhà họ Tống, hắn ta sẽ không có gánh nặng tâm lý. Nhưng điều khiến hắn ta bất ngờ là Dương Thanh lại đồng ý dễ dàng như vậy. Cảm ơn cậu Thanh, cảm ơn cậu Thanh, Tống Hoa Nghĩa liên tục nói cảm ơn. Dương Thanh khẽ cười nói, chúng ta cũng đi thôi. Tống Hoa Nghĩa lại kinh ngạc lần nữa, với thực lực mà Dương Thanh vừa thể hiện, anh rất dễ dàng đoạt được chức quán quân hôm nay. Tiền thưởng của giải quán quân hơn vài trăm triệu vậy mà Dương Thanh lại không cần. Nhưng nghĩ tới mối quan hệ của Dương Thanh với vị tướng quân biên giới phía bắc kia, hắn ta lại cảm thấy thoải mái. Chỉ là ba người vừa muốn rời đi thì có mấy gã đâu còn đột nhiên chặn đường đi của bọn họ. Khi thấy cách ăn mặc của đám người này, con người của Tống Hoa Nghĩa co rút lại, bởi vì người mặc quần áo này chính là thành viên của Club Hoàng Kim. Cậu Thanh, cuộc thi vẫn chưa kết thúc mà cậu đã muốn bỏ đi, làm vậy hình như không thích hợp lắm thì phải. Một giọng nói trêu người bỗng vang lên. Dương Thanh khẽ nhếch mày, nhìn người thanh niên đang đi tới cười mỉa mai nói, cuộc thi chưa kết thúc thì có liên quan gì đến tôi? Dương Thanh đã gặp người thanh niên trước mặt này rồi. Anh ta tên Tào Huy, chính là người cố mua bằng được khu đất ngoại ô phía nam từ tay Dương Thanh, và là con cháu nhà họ Tào, một trong bốn vương tộc lớn. Lúc này sau lưng anh ta có hai lão già mặc sườn xám nam. Khí thế của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả khí thế của ông lão bên cạnh Vũ Văn Bân cũng chưa chắc mạnh bằng bọn họ.
cậu là ứng cử viên đoạt giải quán quân đêm nay. Có gần một nửa số khán giả đã đặt cược cậu. Nếu bây giờ cậu rời đi thì tôi phải ăn nói làm sao với khán giả đây, Tào Huy cười nói. Mà lời này của anh ta cũng đã nói rõ mối quan hệ của anh ta với Club Hoàng Kim. Thì ra Club Hoàng Kim là sản nghiệp của nhà họ Tào. Chả trách bọn họ có thể kiếm tiền ngay dưới mi mắt của tám nhà quyền thế của Yến Đô. Lúc này Tống Hoa Nghĩa bên cạnh Dương Thanh cũng vô cùng lo sợ. Lời của Tào Huy đã nói rõ anh ta có quan hệ với Club Hoàng Kim, hơn nữa Tống Hoa Nghĩa còn biết sau lưng Club này là nhà họ Tào, một trong bốn vương tộc lớn chống lưng. Điều này có nghĩa là người thanh niên trạc tuổi mình đang đứng trước mặt này là con cháu của nhà họ Tào. Nhưng câu nói tiếp theo của Dương Thanh suýt chút nữa đã khiến Tống Hoa Nghĩa hồn vía lên mây, tôi muốn đi, anh có thể ngăn cản được sao? Tào Huy cười mỉa mai, thằng nhóc, sáng nay mày đã đụng đến người của tao, tao có thể không so đo. Nhưng nếu mày ra tay tại đây thì tao dám cam đoan bạn mày không một ai có thể rời khỏi chỗ này. Dứt lời, mấy gã đầu con bao vây đám người Dương Thanh, đồn loạt rút súng ra chĩa họng súng đen ngòm vào nhóm người Dương Thanh. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đều sững sờ. Tống Hoa Nhã sợ đến nỗi nắm chặt góc áo của Dương Thanh, như thể lúc này chỉ có Dương Thanh mới khiến cô ta an tâm. Tuy Tống Hoa Nghĩa muốn khuyên Dương Thanh thi đấu tiếp, nhưng Dương Thanh đã giúp hắn ta thi đấu rồi, thậm chí còn vì vậy mà đắc tội Tống Hoa Vĩ, hơn nữa anh còn đồng ý bỏ qua cho nhà họ Tống, nên hắn ta thật sự không dám yêu cầu thêm điều gì nữa. Bây giờ dù bị giết hắn ta cũng đành chịu. Cách đó không xa, Vũ Văn Bân đang đứng cạnh ông lão mặc sườn xám nam. Vũ Văn Bân thấy Dương Thanh bị bao vây, hơi ngạc nhiên, ông Đường, mấy người kia chính là người đứng sau Club Hoàng Kim. Ông lão mặc sườn xám nam cười hờ hững, người trẻ tuổi dẫn đầu kia chính là dòng bên của nhà họ Tào, tên là Tào Huy. Cách đây mấy hôm cậu ta vừa được điều tới đây cuộc thi tranh giải quán quân hàng năm của Club Hoàng Kim. Trong mắt Vũ Văn Bân ngập tràn sợ hãi. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp phải người nhà họ Tào rồi. Nhưng lúc sau khi hết sợ chính là cảm giác mừng như điên. Bởi vì rõ ràng Dương Thanh và Tào Huy đang đối chọi nhau, theo hiểu biết của anh ta về Dương Thanh, chắc chắn Dương Thanh sẽ không chịu thua. Tào Huy là con cháu của nhà họ Tào, tuy chỉ là dòng bên nhưng cũng mang dòng máu của vương tộc, càng không đời nào thỏa hiệp. Nếu vậy giữa hai người chắc chắn sẽ có một kẻ bị thương. Ông Đường, tôi hiểu rồi, chả trách ông nói Dương Thanh không giết tôi được. Club Hoàng Kim là sản nghiệp của nhà họ Tào. Dù Dương Thanh có mọc cánh cũng khó thoát khỏi nơi này, Vũ Văn Bân cười nói. Ông lão mặc sườn xám nói, tôi thừa nhận thực lực của Dương Thanh rất mạnh, thiên phú võ thuật cũng cực cao, nhưng nếu đấu với vương tộc, cậu ta chỉ còn đường chết. Cậu có để ý hai ông lão đứng sau lưng Tào Huy không? Bọn họ là cao thủ hàng đầu của nhà họ Tào, thực lực mạnh hơn tôi. Dù Dương Thanh rất mạnh nhưng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ánh mắt Vũ Văn Bân sáng rực, trong mắt ngập tràn chờ mong, tao rất muốn nhìn thử xem lần này mày sẽ hóa nguy thành an bằng cách nào. Lúc này trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí đáng sợ, híp mắt nhìn Tào Huy. Nếu tôi không muốn dự thi thì sao? Dương Thanh hỏi. Ha ha, mày cho rằng lúc này mày còn lựa chọn khác sao? Tào Huy cười nói. Dương Thanh liếc nhìn hai ông lão đứng sau lưng Tào Huy, gật đầu, đương nhiên là có. Mày nói thử xem, nếu tao bắt mày làm con tin, dù người của mày mạnh hơn thì có thể làm gì tao? Dương Thanh bỗng hỏi. Tào Huy nghe Dương Thanh nói xong chẳng những không giận mà còn cười, thằng nhóc, phải công nhận mày rất can đảm. Nhưng anh ta chưa nói xong, cổ họng đã bị bóp nghẹt không nói nên lời. Thằng nhóc, thả cậu Huy ra. Dù sao hai cao thủ sau lưng Tào Huy cũng không ngờ Dương Thanh lại xuất hiện trước mặt Tào Huy, bóp cổ họng anh ta, nhất thời cả hai đều giận dữ không thôi. Tào Huy bị Dương Thanh một tay bóp cổ nhấc lên khiến mọi người đều sợ ngây người. Bởi vì những người Tào Huy dẫn tới đều mặc đồng phục của Club Hoàng Kim, cũng có nghĩa Tào Huy chắc chắn là một trong những kẻ nắm quyền quản lý Club này. Mặc dù rất ít người biết được thân phận của Tào Huy nhưng chỗ dựa của Club Hoàng Kim quá lớn. Đến cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không dám làm gì. Vậy mà giờ đây, người của Club Hoàng Kim lại bị Dương Thanh bóp cổ nhấc lên ngay trước mặt mọi người. Vũ Văn Bân và lão già mặc sườn xám nam đứng cách đó không xa đang chờ xem kịch hay không khỏi kinh hãi. Sao lại có thể như vậy? Vũ Văn Bân trợn tròn mắt.
trong mắt lão già mặc sườn xám nam cũng tràn đầy kinh ngạc. Lão ta biết rõ thân phận của Tào Huy. Quan trọng là thực lực của hai lão già mặc sườn xám nam bảo vệ Tào Huy kia không hề thua kém lão ta. Thế mà Dương Thanh vẫn có thể dễ dàng uy hiếp tính mạng của Tào Huy. Danh con, mau thả cậu Huy ra, nếu không cậu nhất định sẽ hối hận. Một trong hai lão già mặc sườn xám nam lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt Dương Thanh lóe lên, bỗng dồn sức vào tay, ý của ông là, nếu tôi không thả, các ông sẽ không tha cho tôi hả? Biết là tốt, lão già mặc sườn xám nam trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo. Dương Thanh cong môi nở nụ cười châm chọc, vậy tôi giết anh ta thì hơn. Dứt lời, anh làm bộ như chuẩn bị giết Tào Huy. Dừng tay! Lão già mặc sườn xám nam bảo vệ Tào Huy lập tức gầm lên. Chúng tôi là người của nhà họ Tào, một trong các phương tộc. Người đang bị cậu bắt giữ mang họ Tào. Lão già mặc sườn xám nam còn lại cũng lên tiếng, tốt nhất cậu hãy nghĩ cho kỹ xem có nên ra tay không. Dương Thanh bỗng nhiên bật cười. Cậu cười cái gì? Lão già mặc sườn xám nam hỏi. Tôi cười các ông ngây thơ. Thực sự tưởng mang nhà họ Tào ra dọa là tôi sẽ sợ sao? Dương Thanh hỏi ngược lại. Sắc mặt của hai lão già mặc sườn xám nam đều cực kỳ khó coi. Từ khí thế trên người Dương Thanh, bọn họ cảm thấy anh không hề đơn giản. Bọn họ chợt có ảo giác, Dương Thanh thực sự dám giết Tào Huy, dường như không hề e sợ nhà họ Tào. Lúc này Tào Huy đang điên cuồng giãy giụa, giống một con gà con bị Dương Thanh khống chế. Mọi người xung quanh cảm thấy nghẹt thở. Người trẻ tuổi kia là ai vậy? Sao dám làm loạn ở Club Hoàng Kim? Những người đang bao vây cậu ta đều mặc đồng phục của Club Hoàng Kim. Chắc hẳn người đang bị cậu ta bóp cổ chính là chủ của Club. Trời à, đến cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô còn không dám nhúng tay vào chuyện của Club Hoàng Kim. Thế mà cậu ta lại dám đánh người của họ sao? Chắc chắn chàng trai trẻ này có lai lịch rất khủng, nếu không sao lại dám giết người của nhà họ Tống trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Còn bắt cả cháu đích tôn của nhà họ Tống lăn ra ngoài. Đám người xung quanh bàn tán rầm rộ. Mặc dù cuộc chiến trên sàn đấu rất đặc sắc nhưng chuyện của Dương Thanh còn hấp dẫn họ hơn. Thấy Tào Huy càng lúc càng giãy giụa yếu dần, thậm chí hai mắt dần trợn trắng, hai lão già mặc sườn xám nam rốt cuộc ý thức được, Dương Thanh thực sự dám giết Tào Huy. Cậu mau thả cậu ấy ra, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, một người hoảng sợ vội nói. Người còn lại cũng vội vàng khuyên nhủ, chỉ cần cậu thả cậu Huy ra, chúng tôi cam đoan sẽ không làm khó bạn cậu. Để họ an toàn rời đi. Dương Thanh bảo Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đang ngơ ngác nhìn mình, hai người đi trước đi. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã sửng sốt một lúc mới lấy lại tinh thần, gật đầu chạy đi. Dương Thanh muốn dùng Tào Huy làm con tin bởi vì Tào Huy định dùng Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã uy hiếp anh. Anh chỉ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nếu Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã rời đi, Tào Huy không có khả năng giữ chân anh lại. Bây giờ có thể thả cậu Huy ra được chưa? Chờ hai người kia đi khỏi, mỗi lão già mặc sườn xám nam mới lên tiếng hỏi. Các người muốn trả thù tôi thế nào cũng được, nhưng chỉ được nhằm vào tôi. Nếu dám bắt người bên cạnh tôi để uy hiếp, các người sẽ chết rất thảm. Dứt lời, Dương Thanh tiện tay ném Tào Huy ra xa mười mấy mét, đến khi ngã xuống đất đã hôn mê bất tỉnh. Lập tức có người chạy tới cứu Tào Huy. Thế nhưng hai lão già bảo vệ Tào Huy vẫn không định thả Dương Thanh đi. Dương Thanh cau mày hỏi, các ông muốn dây dưa với tôi đến cùng sao? Vừa nãy cậu cũng đã nói, chỉ cần nhắm vào cậu, trả thù thế nào cũng được. Chúng tôi đã thả bạn cậu đi, nhưng cậu thì không được, một người đột nhiên nói. Được rồi, đừng phí lời nữa. Các ông đã muốn chết, tôi sẽ cho các ông toại nguyện. Cùng lên hết đi. Dương Thanh bị năm. Sáu khẩu súng chĩa vào nhưng không hề e sợ, cười lạnh nói với hai lão già mặc sườn xám nam có thực lực mạnh nhất. Hai lão già nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, một người trầm giọng nói, mình tôi là đủ đối phó với cậu rồi. Nói xong, lão ta xông thẳng tới chỗ Dương Thanh. Giờ phút này, người xem đều hò reo ầm ĩ, chỉ là bọn họ không nhìn sàn đấu, mà đang theo dõi cuộc chiến giữa Dương Thanh với cao thủ của Club Hoàng Kim ở bên dưới. Trông thấy đối phương xông đến, ánh mắt Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh, không dám khinh địch. Anh chợt dồn sức vào chân, cả người như tên rời cung lao vào đối phương.
ầm, tiếng động thật lớn vang lên, chỉ thấy thân thể của Dương Thanh và lão già mặc sườn xám nam đã va vào nhau. Mọi người không thấy được hai người họ đánh thế nào, chỉ thấy sau đó lão già mặc sườn xám nam đột nhiên lùi lại 5-6 bước liên tiếp, còn Dương Thanh vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Hú! Tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ sàn đấu. Thực lực Dương Thanh thể hiện trước đó vốn đã được rất nhiều người coi trọng, lúc này anh đánh lui cao thủ của Club Hoàng Kim chỉ với một đòn càng khiến họ thêm hưng phấn. Dù là quán quân của các năm trước cũng không mạnh bằng Dương Thanh. Còn lão già mặc sườn xám nam vừa bị đánh lui đang vô cùng kinh hãi, sắc mặt cứng đờ. Có lẽ người khác không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lão ta là người đánh với Dương Thanh, biết rất rõ ràng. Giây phút hai người va vào nhau, lão ta dính một đấm mạnh mẽ của Dương Thanh vào bụng nên mới bị đánh lui 5-6 bước. Còn đòn đánh của lão ta chẳng kịp chạm tới quần áo của Dương Thanh. Quan trọng hơn là, bộ dạng bình tĩnh nhẹ nhàng của Dương Thanh khiến lão ta bàng hoàng nhận ra, anh vẫn chưa đánh hết sức. Trước mặt Dương Thanh, lão ta bỗng có cảm giác mình đang lấy trứng chọi đá. Rốt cuộc chàng trai trẻ này là ai mà có thực lực khủng bố như vậy? Còn muốn tiếp tục nữa không? Dương Thanh bỗng lên tiếng hỏi. Dương Thanh cũng không có ý đuổi cùng giết tận, dù sao đối phương cũng là người của vương tộc Chiêu Châu. Nếu thực sự giết họ, dù anh có thể đối phó được nhưng cũng sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Lão già mặc sườn xám nam nghiêm mặt lại, không lập tức trả lời. Lão già còn lại chạy tới che chở trước người Tào Huy. Mặc dù Tào Huy đã hôn mê nhưng họ không thể cam đoan Dương Thanh sẽ không bất ngờ ra tay giết hại anh ta. Chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Lão già mặc sườn xám nam vừa bị Dương Thanh đánh bại đột nhiên trầm giọng nói. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, lập tức cất bước rời đi. Người xem đang chờ mong Dương Thanh tiếp tục đánh đều rất thất vọng, nhưng Dương Thanh mạnh như vậy, ai dám ngăn cản? Phải làm thế nào bây giờ? Lão già mặc sườn xám nam vừa che chắn cho Tào Huy đi tới, lo lắng hỏi. Thực lực của cậu ta quá mạnh, cứ về nhà họ Tào báo cáo rồi quyết định sau, người còn lại nói. Được, hai người thống nhất lập tức trở về nhà họ Tào báo cáo. Vũ Văn Bân chứng kiến toàn bộ cũng trợn mắt há mồm. Dương Thanh mạnh hơn trong tưởng tượng của anh ta nhiều. Ông Đường, ông thực sự chắc chắn chúng ta có thể dẫm đạp Dương Thanh dưới chân chứ? Vũ Văn Bân hoài nghi hỏi. Ông Đường nhắm mắt không đáp, chợt nói, sắp tới, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi. Nghe vậy, Vũ Văn Bân cảm thấy rất chờ mong, từ khi ông Đường xuất hiện vẫn chưa từng khiến anh ta thất vọng. Nơi ông Đường muốn đưa anh ta đến nhất định sẽ có thể giúp anh ta thay đổi. Nhưng mà với thực lực vừa rồi của Dương Thanh, đêm nay cậu ta sẽ bỏ qua cho tôi sao? Vũ Văn Bân chợt thấy lo lắng. Ông Đường lập tức im bặt, một lát sau mới lên tiếng, yên tâm, cậu ta đã biết Club Hoàng Kim có nhà họ Tào chống lưng. Nếu đã rời đi chứng tỏ cậu ta cũng không nắm chắc có thể đối phó lại được. Thế nên chắc chắn cậu ta sẽ không chạy vào Club Hoàng Kim tìm cậu. Cậu ta sẽ không theo dõi cậu suốt 24 tiếng, đêm nay chúng ta lập tức rời khỏi Yến Đô. Lúc này Vũ Văn Bân mới yên tâm, gật đầu đáp, được. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã ra khỏi Club Hoàng Kim. Cậu Thanh, anh vừa bước ra liền nghe thấy giọng nói mừng rỡ cách đó không xa, chính là hai anh em Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã được Dương Thanh bảo vệ rời đi trước. Anh Thanh có sao không? Trên gương mặt xinh đẹp của Tống Hoa Nhã tràn đầy lo lắng. Dương Thanh khẽ lắc đầu, tôi không sao. Muộn rồi, hai người về trước đi. Hai anh em này chờ Dương Thanh ở ngoài cổng Club Hoàng Kim khiến anh rất ngạc nhiên. Bọn họ ở lại chờ chứng tỏ rất tin tưởng Dương Thanh. Nếu không, lỡ Dương Thanh bị giết ở trong, bọn họ ở gần như vậy rất có thể sẽ bị người nhà họ Tào đuổi giết. Cậu Thanh không sao thì chúng tôi yên tâm rồi, ngày khác tôi sẽ tới thăm cậu sau. Tống Hoa Nghĩa nghe ra được ý tứ đuổi khách của Dương Thanh, vội vàng kéo Tống Hoa Nhã rời đi. Sao anh lại đi luôn vậy? Vì giúp chúng ta, anh Thanh đã đắc tội với người của Club Hoàng Kim. Chúng ta bỏ anh ấy ở lại một mình, nhớ bọn họ đuổi giết anh ấy thì phải làm sao? Tống Hoa Nhã bị kéo lên xe, không vui nói. Tống Hoa Nghĩa trầm giọng đáp, em nghĩ nếu Club Hoàng Kim muốn đuổi giết cậu Thanh, chúng ta đi theo cậu ấy là đang giúp cậu ấy sao? Giống như lúc ở trong Club Hoàng Kim, chúng ta sẽ chỉ làm vướng tay vướng chân cậu ấy.
Nói xong, Tống Hoa Nghĩa cổ quái nhìn chằm chằm Tống Hoa Nhã, cảm thấy em gái mình hơi khác thường. Tống Hoa Nhã bị anh trai nhìn chằm chằm bỗng chột dạ, cả giận nói, anh nhìn em như vậy làm gì? Hoa Nhã, em thích cậu Thanh rồi à? Tống Hoa Nghĩa đột nhiên hỏi. Nghe vậy, gương mặt Tống Hoa Nhã lập tức đỏ bừng, trừng mắt nhìn Tống Hoa Nghĩa, chột dạ nói, không phải. Em là em gái anh, em nghĩ gì anh biết hết. Tống Hoa Nghĩa thở dài nói, cậu Thanh đã có gia đình, cũng rất yêu vợ mình. Bất kỳ ai cũng không có cơ hội chen vào đâu. Hắn ta đã điều tra Dương Thanh, biết rõ mọi chuyện về anh như lòng bàn tay. Nhất là chuyện Dương Thanh vì Tần Thanh Tâm chịu nhục đến ở rể khiến hắn ta rất kinh ngạc. Sau khi biết được sức mạnh khủng bố của Dương Thanh, Tống Hoa Nghĩa càng ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông mạnh như vậy mà lại rất trung tình. Nghe anh trai nói thế, sắc mặt Tống Hoa Nhã lập tức ảm đạm, cúi gằm đầu xuống, viền mắt đỏ hoe, anh yên tâm, em biết mà. Người như em không có tư cách với tới người đàn ông như anh Thanh. Thấy em gái đau lòng, Tống Hoa Nghĩa cảm thấy xót xa, may mà Tống Hoa Nhã chỉ vừa mới thích Dương Thanh. Đau dài không bằng đau ngắn. Để Tống Hoa Nhã biết được khoảng cách giữa mình và Dương Thanh mới có thể nhanh chóng giúp em gái anh ta dứt ra được. Thôi nào, em cũng đừng coi nhẹ mình. Em gái anh xinh đẹp như vậy, muốn đàn ông như nào chẳng được, Tống Hoa Nghĩa an ủi một câu rồi lái xe rời đi. Lần này tham gia cuộc thi chọn quán quân được Club Hoàng Kim tổ chức hàng năm, trong số ba anh em nhà họ Tống tuy có hắn ta chiến thắng nhưng cũng có một người bỏ mạng. Hắn ta không biết sau khi trở về nhà họ Tống sẽ phải đối mặt với điều gì. Đợi Tống Hoa Nghĩa rời khỏi, Dương Thanh gọi một cuộc điện thoại. Đối phương nhanh chóng nhấc máy, anh Thanh. Tới Club Hoàng Kim ngay, Dương Thanh nói. Vâng, đối phương lập tức đáp. Đối với Dương Thanh, giết dòng chính nhà họ Tống hay đắc tội nhà họ Tào cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Thu hoạch lớn nhất của tối nay chính là tìm thấy Vũ Văn Bân. Lần trước Vũ Văn Bân thoát khỏi tay anh, lần này, anh tuyệt đối sẽ không để lịch sử lặp lại. Bây giờ mới đắc tội nhà họ Tào, ai biết liệu có xuất hiện cao thủ mạnh hơn hay không. Có lẽ Mã Siêu tới sẽ giúp được anh. 20 phút sau, Mã Siêu đã tới Club Hoàng Kim. Anh Thanh, sao anh lại ở đây? Vừa xuống xe, Mã Siêu đã đi tới chỗ Dương Thanh, nghi hoặc hỏi. Dương Thanh đáp, tôi tìm thấy Vũ Văn Bân rồi. Hóa ra thằng khốn này trốn ở Club Hoàng Kim. Mã Siêu nhếch miệng cười nhưng lại tỏa ra sát khí mãnh liệt. Dương Thanh không chần chừ, lập tức kể lại mọi chuyện cho anh ta nghe. Anh Thanh, Club Hoàng Kim của nhà họ Tào thì đã sao? Chúng ta cứ xông vào bắt Vũ Văn Bân đi, em xem ai dám ngăn cản, Mã Siêu bá đạo nói. Anh ta chính là anh em thân thiết nhất của Dương Thanh, đương nhiên hiểu được anh rất muốn biết bí mật của mẹ mình. Vũ Văn Bân chính là chìa khóa. Dương Thanh cau mày, dù sao nhà họ Tào cũng là một trong các phương tộc. Nếu tôi đã rời khỏi biên giới phía Bắc thì không thể ngông nghênh như lúc tôi còn là tướng quân được. Tôi không sợ làm lớn chuyện, nhưng những người khác thì sao? Nghe vậy, Mã Siêu lập tức im bặt, trong lòng cảm thấy uất ức. Anh ta biết ý của Dương Thanh là gì? Với quyền thế của nhà họ Tào, nếu thực sự đắc tội khiến cao thủ hàng đầu của bọn họ tìm tới, đến cả anh ta cũng chỉ còn đường chết. Huống chi, Dương Thanh còn có vợ con. Thời gian dần trôi qua, Dương Thanh vẫn ngồi trong xe không hề có ý định rời đi. Mã Siêu ngồi ở ghế lái, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổng Club Hoàng Kim. Ra rồi. Dương Thanh ngồi ở ghế sau vẫn luôn nhắm nghiền mắt đột nhiên mở mắt nhìn về phía cổng. Anh vừa dứt lời, hai bóng người một già một trẻ đi ra. Mã Siêu định xuống xe thì bị Dương Thanh ngăn lại, cứ chờ đã. Hai người đi ra khỏi Club Hoàng Kim chính là Vũ Văn Bân và ông Đường. Ông Đường vô cùng cảnh giác, vừa ra ngoài đã bắt đầu quan sát xung quanh. Lão ta không biết Dương Thanh có ở đây hay không nhưng có dự cảm rất xấu. Ông Đường, chắc là thằng kia đi rồi nhỉ, Vũ Văn Bân cũng lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Ông Đường đáp, có lẽ vậy. Hai người lập tức leo lên một chiếc Bentley màu đen. Đuổi theo, Dương Thanh ra lệnh. Mã Siêu lập tức khởi động xe, đuổi theo ở khoảng cách vừa đủ. Ông Đường ngồi trong xe vẫn cảm thấy bất an, mí mắt máy lia lịa, dường như sắp xảy ra chuyện. Vũ Văn Bân không hề có cảm giác này, tưởng bở đã trốn thoát, cười lạnh nói, Dương Thanh, mày chỉ biết nói khoác thôi,
Muốn bắt tao à, còn non lắm. Ông Đường khẽ cau mày, cảm thấy Vũ Văn Bân rất ngông cuồng. Nếu anh ta không thay đổi, chỉ sợ rất khó đấu lại Dương Thanh. Càng đừng nói là đoạt ngôi vị chủ vương tộc của nhà họ Tào. Lúc này đang vào giờ cao điểm buổi tối, xe đông nghịt, không đi nhanh được. Ông Đường không hề nhận ra có một chiếc Phaeton màu đen đang không nhanh không chậm theo sát. Nửa tiếng sau, chiếc Bentley đi vào một ngã ba, chiếc Phaeton cũng đi theo. Lần này, rốt cuộc ông Đường cũng phát hiện đang bị theo đuôi, lập tức nghiêm mặt nói, đúng là bám dai như đỉa. Ai? Ai bám dai như đỉa? Vũ Văn Bân nghe vậy, lông tơ toàn thân lập tức dựng đứng. Dương Thanh, ông Đường đáp. Cái gì? Cậu ta tới rồi sao? Cậu ta đang ở đâu? Vũ Văn Bân nghe thấy tên của Dương Thanh liền sợ chết khiếp, thấp thỏm hỏi. Câm miệng. Ông Đường quát lên một tiếng, cắn răng nói, đừng quên cậu còn phải kế thừa vị trí chủ vương tộc của nhà họ Tào. Chỉ là một thằng nhóc biết đánh đấm chút đỉnh mà đã bị dọa thành như vậy sao? Vũ Văn Bân vội và ngậm miệng lại, nhưng Dương Thanh đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn, trên mặt anh ta vẫn tràn đầy sợ hãi. Yên tâm, tôi có chuẩn bị rồi. Không ngăn được chúng ta đâu. Ông Đường híp mắt nói rồi gọi điện thoại, chặn chiếc Phaeton màu đen sau lưng chúng tôi ở đường đảo Hương Nam. Dứt lời, ông ta cúp máy. Ông gọi cho ai đấy? Vũ Văn Bân hỏi. Sát thủ của Bạo Phong Tuyết, tổ chức sát thủ lớn thứ ba thế giới, ông Đường đáp. Nghe thấy ba chữ Bạo Phong Tuyết, Vũ Văn Bân rất kinh ngạc, không ngờ ông còn có thể liên hệ với sát thủ của Bạo Phong Tuyết. Nghe nói sát thủ của Bạo Phong Tuyết chưa từng nhận nhiệm vụ ở Chiêu Châu. Thế mà ông lại mời được họ. Dương Thanh có mạnh đến đâu, gặp phải sát thủ của Bạo Phong Tuyết cũng chỉ còn đường chết. Rốt cuộc Vũ Văn Bân cũng được thở phào một hơi. Nhưng ông Đường chẳng hề thả lỏng, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. Anh Thanh, bọn họ phát hiện ra rồi. Trong chiếc Phaeton phía sau chiếc Bentley, Mã Siêu đang lái xe bỗng lên tiếng. Tông vào đi, Dương Thanh ra lệnh. Vâng. Mã Siêu đạp mạnh chân ga, động cơ của chiếc Phaeton vốn được cải tiến đặc biệt gầm lên, tốc độ xe lập tức tăng vọt điên cuồng đuổi theo chiếc Bentley. Giảm tốc. Đúng lúc này, Dương Thanh cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt ập tới, hoảng hốt hô lên. Đoàng. Kít. Dường như cùng lúc Dương Thanh kêu giảm tốc, một tiếng súng nổ chói tai vang lên. Mã Siêu cũng phản xạ cực nhanh, giẫm mạnh phanh xe. Viên đạn đập thẳng vào động cơ xe. Súng bắn tỉa. Sắc mặt Mã Siêu cực kỳ khó coi, tỏa ra khí thế kinh người. Để tôi lái xe. Dương Thanh vội vàng nói. Trước giờ, Mã Siêu vẫn luôn răm rắp nghe theo lệnh của Dương Thanh. Hai người phối hợp vô cùng hoàn hảo. Chỉ trong nháy mắt, Mã Siêu đã ngồi sang ghế lái phụ, còn Dương Thanh cũng thoát cái leo lên ghế lái. Đoàng đoàng đoàng. Ngay sau đó, mấy tiếng súng bắn liên tiếp vang lên. Nhưng Dương Thanh đã cầm được tay lái. Chiếc xe vòng vèo trên đường tránh thoát mưa đạn liên tục bay đến. Chiếc Bentley phía trước cũng lao nhanh hơn hẳn, nhanh chóng cách xa chiếc Phaeton. Dương Thanh nắm chặt bánh lái, nhìn chằm chằm chiếc Bentley trước mặt, đạp mạnh chân ga đuổi theo, động cơ gào thét điên cuồng. Tiếng súng vẫn vang lên không ngừng, nhưng lần nào chiếc xe cũng linh hoạt tránh thoát dưới sự khống chế của Dương Thanh. Mấy tên khốn kiếp này đúng là điên rồ, dùng đến cả súng bắn tỉa. Mã Siêu nghiến răng nghiến lợi nói. Chiêu Châu vốn quản lý súng ống vô cùng nghiêm ngặt, giờ đây đột nhiên xuất hiện tay súng bắn tỉa, hơn nữa còn không chỉ một người, xem ra đối phương đã chuẩn bị rất chu đáo. Lúc này, Dương Thanh không thèm để ý tới tay súng bắn tỉa, chỉ điên cuồng đuổi theo xe của Vũ Văn Bân. Ông Đường, bọn chúng đuổi tới rồi. Trong xe, Vũ Văn Bân thấy chiếc Phaeton đang không ngừng theo sát, sợ hãi gào lên. Nghe ông Đường nói mời được sát thủ của Bạo Phong Tuyết tới, anh ta cứ tưởng Dương Thanh sẽ phải chết. Nào ngờ đối phương chỉ bị ngăn cản vài giây ngắn ngủi, hoàn toàn không làm gì được. Ông Đường cũng không ngờ mình chuẩn bị đầy đủ như vậy mà vẫn không ngăn cản được Dương Thanh. Tiếng súng đã im bặt, xe của Dương Thanh đã rời khỏi phạm vi ngắm bắn. Ông Đường, ông vẫn còn chuẩn bị khác phải không? Vũ Văn Bân thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông Đường lại càng thêm sợ hãi, sắp khóc đến nơi, ông nói tôi phải thừa kế vị trí chủ vương tộc của nhà họ Tào cơ mà. Sao tôi có thể chết ở đây được?
chắc chắn ông vẫn còn cách khác, ông mau nói cho tôi biết đi. Vũ Văn Bân suýt bị Dương Thanh lấy mạng hai lần, thật sự rất sợ hãi. Anh ta biết nếu mình rơi vào tay Dương Thanh lần nữa sẽ không còn đường sống. Cậu còn nói thêm một chữ, tôi lập tức ném cậu xuống xe, ông Đường bỗng nhiên nói. Quả nhiên có tác dụng, Vũ Văn Bân lập tức im bặt, trong mắt anh ta vẫn tràn đầy hoảng sợ. Ông Đường suy nghĩ hồi lâu, thấy chiếc Phaeton đã đuổi tới liền biết, chỉ có đánh một trận mới có thể đưa Vũ Văn Bân đi. Dừng xe, ông Đường ra lệnh. Tài xế lập tức dừng xe. Vũ Văn Bân thấy vậy, chỉ cảm thấy toàn thân sụi lơ, dưới háng ướt nhẹp, sợ tè ra quần. Ông Đường thất vọng nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy mình cố gắng như vậy không đáng chút nào. Nhưng vì một vài nguyên nhân, dù ông ta có phải bỏ mạng cũng không được để Vũ Văn Bân chết. Cậu ngồi im trên xe, không được nhúc nhích. Khi có cơ hội, tài xế sẽ đưa cậu rời đi. Ông Đường nhìn Vũ Văn Bân lần cuối rồi mở cửa xe bước xuống. Lúc này, Dương Thanh và Mã Siêu cũng xuống xe. Giao người ra đây. Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông Đường. Mã Siêu cũng bước xuống xe, đứng sau lưng Dương Thanh, cảnh giác nhìn chằm chằm ông Đường. Anh ta cảm thấy sự uy hiếp cực lớn từ trên người ông Đường. Dương Thanh lạnh lùng nhìn đối phương, lặp lại lần nữa, giao người. Chàng trai trẻ, làm người phải biết khoan dung độ lượng. Cậu với Vũ Văn Bân vốn là anh em ruột thịt. Cậu giết cậu ấy không thấy có lỗi với bố mình sao? Ông Đường không muốn giao người, định dở bài tình cảm. Tôi có thể không giết anh ta, chỉ cần anh ta trả lời tôi một câu hỏi, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, Dương Thanh nói. Đối với anh, sự sống chết của Vũ Văn Văn chẳng hề quan trọng. Nhưng anh rất muốn biết bí mật về mẹ mình. Trước đó anh từng thăm dò Vũ Văn Cao Dương, nhìn ra được ông ta cũng biết bí mật này. Chỉ là không chịu nói ra. Vũ Văn Cao Dương là bố anh không thể ra tay, nhưng Vũ Văn Bân thì khác. Nếu không còn cách nào, Dương Thanh tuyệt đối sẽ không nương tay. Tôi không tin cậu, ông Đường nói thẳng. Dương Thanh có thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu thực sự giao Vũ Văn Bân cho anh, chỉ sợ Vũ Văn Bân sẽ có khả năng bị lấy mạng. Anh Thanh nói nhảm nhiều vậy làm gì, anh cứ giữ chân lão ta, em đi bắt gã kia. Mã Siêu nhếch miệng nở nụ cười khát máu. Anh ta cảm giác được ông Đường rất mạnh, sẽ không ngu ngốc đối phó với lão ta, nhưng lại có thể bắt Vũ Văn Bân ở trong xe. Dương Thanh không đáp, chỉ nhìn ông Đường hỏi lại một lần, ông kiên quyết không giao người sao. Ông Đường lắc đầu, trừ phi tôi chết. Vậy thì đành đắc tội. Ánh mắt Dương Thanh trở nên nghiêm túc, ra tay đi. Vâng. Ngay sau khi Dương Thanh ra lệnh, Mã Siêu đã chạy vào tới chiếc Bentley có giá trị không nhỏ kia. Chết tiệt! Ông Đường quát lớn, lập tức nhào về phía Mã Siêu. Đối thủ của ông là tôi. Nhưng lão ta còn chưa tiếp cận được Mã Siêu đã bị Dương Thanh cản lại. Anh vung đấm ra. Quỳnh! Ông Đường không chút do dự, lập tức từ bỏ ý định tấn công Mã Siêu, giơ tay ngăn trước ngực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.